Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Vào ngày 31 tháng 7 mình có cái video hướng dẫn các bạn nhận 1000 tốc cần 8 bit nè bạn. Thì bạn nào làm dự án này thì cần phải khai báo đúng phong để tôi cần phân phối các bạn. Thì các bạn cần lấy cái phần link dưới mô tả dưới video của mình các bạn. Thì trước kia các bạn đã chatbot trên Gombot nào thì các bạn điền vào username nấy các bạn. Để mình qua mình lấy username mình các bạn. Nhập cho bạn anh cùng vào setting copy username mình anh 562 nè. A à, cộng anh 5 số 2 1 2 3 4 5. Sau đó các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow dự án này các bạn. Cái máy mình sẽ tôi này nó bấm không ngắn tức ta. V này là H9 này các bạn. Trước kia các bạn đã khai báo trên con bot địa chỉ gì nào thì các bạn cần khai báo địa chỉ đó các bạn. Mà sao chép địa chỉ mình là dán vào đây rồi các bạn nhập địa chỉ email mình vào các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút con token 8 bit đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.